Mình là luật sư Huyền Trân đến từ công ty Reway Legal. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó chính là hàng xách tay thì có phải là hàng nhập lậu hay không? Xin mời các bạn theo dõi nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần làm rõ hàng xách tay là gì. Thì cái này mà theo đúng theo cái quy định của luật á, thì luật không có quy định về hàng xách tay, nhưng mà hiểu nôm na hàng xách tay có nghĩa là cái hàng mà được mua ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nè, người ta mua trong các cái siêu thị hoặc các cái cửa hàng ở nước ngoài và mang về theo cái hành lý của cái người mua. Ví dụ như bạn đi du lịch bên Nhật Bản đi, bạn mua một cái chai mỹ phẩm của Shiseido, các bạn mua về để sử dụng thì các bạn bỏ trong hành lý và đem về sử dụng ha. Hoặc là có thể mua thêm một vài cái chai nước hoa cho người nhà đem về sử dụng. Thì mục đích của cái việc mà đem hàng hóa từ nước ngoài về chỉ là mục đích là sử dụng theo cái hành lý của người mua, chứ không có mục đích về kinh doanh thương mại ha. Tuy nhiên thì hiện nay là đa số các bạn dùng cái từ xách tay này chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất, đó là hàng từ nước ngoài về và đem theo trong hành lý của người mua, nhưng mà đem về lại có thể bán cho các cái người tiêu dùng trong nước. Thì cái này có thể là một chút nữa Trân sẽ phân tích cái điểm mà nó giao thoa giữa hàng xách tay và hàng nhập lậu ha. Còn về bản chất, nếu đúng mà hàng xách tay hợp pháp thì nó chỉ có thể là đem về tiêu dùng cá nhân hoặc là tặng cho, làm quà tặng gì đó trong cái nội bộ nhỏ, trong cái khu vực, trong cái gia đình của mình hoặc là bạn bè của mình thôi. Còn đối với cái hàng nhập khẩu thì đây mới chính là cái hàng mà thuộc lĩnh vực mà thương mại, bởi vì hàng nhập khẩu nó cũng sẽ có nguồn gốc là nó mua từ bên nước ngoài về. Tuy nhiên là nó sẽ được nhập khẩu hợp pháp theo cái quy trình thủ tục về thông quan này, về đóng thuế giữa cái nước mà nhập khẩu vào trong Việt Nam của chúng ta, thì nó sẽ nhập khẩu bởi một cái thương nhân ở Việt Nam mà họ nhập khẩu cái hàng hóa về để kinh doanh thương mại. Mặc dù là cả hai nó đều có nguồn gốc từ nước ngoài, tuy nhiên là hàng nhập khẩu và hàng xách tay thì nó sẽ khác nhau ở chỗ là hàng xách tay thì chúng ta sẽ không có trải qua quy trình thông quan, đóng thuế. Còn đối với hàng nhập khẩu thì chúng ta lại phải là bắt buộc là đi theo cái cửa khẩu hải quan có khai báo là trong cái lô hàng này có những mặt hàng gì, số lượng bao nhiêu, xuất xứ, nguồn gốc từ đâu, làm cái tờ khai hải quan, và đặc biệt là phải đóng thuế. Thuế có thể gồm thuế giá trị gia tăng nè, thuế nhập khẩu nè, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt, vân vân. Một số cái có thể có thuế môi trường rồi, vân vân ha. Chính vì lẽ đó cho nên là hàng nhập khẩu thì nó sẽ bắt buộc là nó phải có giá cao hơn hàng xách tay rồi. Bởi vì ví dụ như một món hàng, một chiếc điện thoại iPhone đó, giả dụ như ở nước ngoài nó có giá là 20 triệu đi, thì nếu như mà xách tay á, hay là kẹp nắp hay là cái gì đó, thì nếu mà em về Việt Nam thì nó vẫn có cái nguyên cái giá là 20 triệu đồng, và chỉ cộng thêm cái giá trên là cái giá mà nếu như mà các bạn nói bán hàng xách tay ha, thì cộng thêm ví dụ như muốn lời 3 triệu thì bán là 23 triệu, cái công mà kẹp nắp xách tay từ nước ngoài về. Còn nếu như mà muốn tặng cho người thân thì cứ nó vẫn nguyên giá 20 triệu đồng, nó đâu có chênh lệch gì đâu, đúng không? Còn đối với hàng nhập khẩu thì nếu như cái điện thoại đó 20 triệu vào Việt Nam, đóng thuế nhập khẩu, đóng thuế giá trị gia tăng nó lên tới 32 triệu rồi, rồi cộng thêm cái khoản tiền lời mong muốn của cái việc kinh doanh này, thì nó có thể bán ra với giá là cao hơn, cao thêm mấy triệu nữa. Thì như vậy thì làm thế nào mà có thể so sánh được giá của hàng nhập khẩu và hàng xách tay, đúng không? Cho nên là người ta sẽ có xu hướng là muốn mua hàng xách tay. Tuy nhiên sẽ có những cái điểm bất lợi sau đây khi mà mua hàng xách tay so với hàng nhập khẩu. Đó chính là điểm khác biệt tiếp theo. Điểm khác biệt này nó nằm ở chỗ cái tem phụ của cái hàng hóa. Thì như các bạn thấy, đối với một cái sản phẩm, ví dụ như một cái chai mỹ phẩm này ha, cần có hai chai mỹ phẩm, thì một cái chai là được một cái người chị đi làm tiếp viên hàng không về tặng cho một cái chai mỹ phẩm. Đây, cái sản phẩm này, thì sản phẩm này là nó sẽ không có cái tem phụ, tức là hoàn toàn tất cả nó đều là bằng tiếng Anh. Còn cái chai này là Trân mua trực tiếp trên một cái Shopee Mall ở trên trang thương mại điện tử á, thì của một cái cơ công ty DKSH, nó đã nhập khẩu từ bên Pháp về. Thì cái sản phẩm mỹ phẩm này thì nó lại có cái tem phụ. Tem phụ tức là những cái công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất, địa chỉ vân vân, thì nó đều được dịch ra bằng tiếng Việt. Và nếu như mà có một số thông tin ở cái nhãn của nước ngoài họ không đáp ứng được, thì bên vào Việt Nam thì họ bắt buộc phải thêm vào cho nó đủ các yếu tố theo quy định của luật là trên nhãn phải có. Thì
cái này nó là cái điểm khác nhau rất rõ rệt giữa một cái hàng là hàng nhập khẩu và một cái hàng đó là hàng xách tay. Thì hàng xách tay dĩ nhiên là chỉ xách tay kẹp nách đem về thì làm gì có trải qua quy trình gì đâu mà có cái nhãn, đúng không? Còn đối với hàng nhập khẩu thì sau khi mà bạn nhập hàng hóa đó về thì tùy theo từng mặt hàng muốn lưu thông thì có thể là phải dán tem phụ nè, dán tem bằng tiếng Việt để cho người tiêu dùng nhận biết, và có thể có một số sản phẩm thì bắt buộc phải dán cái tem nhập khẩu, à cái sản phẩm này là không phải sản xuất trong nước nè, nó là sản phẩm nhập khẩu đó, thì phải tuân theo các quy định đó. Thì khi người tiêu dùng thì những sản phẩm mà nhập khẩu theo đúng là quy trình là thủ tục thì người tiêu dùng sẽ có thể nhận biết và có thể khiếu nại khiếu kiện đòi các cái quyền của mình liên quan tới cái sản phẩm này. Còn hàng xách tay thì sẽ không có ai đảm bảo cho cái chất lượng của sản phẩm đó. Chính vì vậy trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm là hàng giả, hàng nhái nhưng đội lốt là hàng xách tay, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ phẩm hay các bạn, nên chúng ta cần phải lưu ý. Và nếu như mà trong cái sản phẩm của mình mà không có chữ tiếng Việt thì khi mà các bạn tiêu dùng thì người ta nói sao các bạn nghe vậy, à cái viên uống này là viên uống trắng da nè, rồi cái sản phẩm này là cái sản phẩm rượu nè, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, chúng ta không hề biết thành phần nó là cái gì hết. Thì cho có một cái chị là chị đó hay gọi đầu cho Trân á, chị đó kể là chị đó được tặng một cái hộp thuốc chống nám, kêu Trân, tại vì biết Trân là có học tiếng Nhật á, hồi xưa Trân học lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật thì biết tiếng Nhật, hỏi là em đọc giùm chị đi cái trong cái xe này có phải là thuốc trị nám không, sao chị kia tặng cho chị nói là 2 triệu mấy á, mà đọc tiếng Nhật không mà không có biết là cái gì, rồi sợ uống vô chết đó thì Trân mới đọc. Nhưng mà mặc dù là bạn có thể biết tiếng Nhật để bạn đọc nhưng chúng ta chỉ đọc được những từ ngữ thông thường thôi, còn những cái thành phần hóa học người ta viết bằng cái tiếng đó thì phải là chuyên gia người ta dùng cái thuật ngữ đó người ta đọc mới biết. Nên Trân chỉ biết là trên cái hộp đó nó cứ ghi là thuốc trị nám đẹp da vậy đó, còn trong cái thành phần thì thôi thua không biết. Cho nên là các bạn cẩn thận khi chúng ta sử dụng những cái hàng xách tay mà chúng ta không biết rõ ràng ha. Như lúc nãy Trân nói thì cái điểm giao thoa giữa hàng xách tay hợp pháp và cái hàng nhập khẩu thì nó có nằm ở chỗ là hàng xách tay nhưng mà nó là hàng nhập lậu đó các bạn. Bởi vì sao? Hàng xách tay như nãy Trân nói theo đúng á, luật nó cho phép thì các bạn chỉ được đem theo trong hành lý và các bạn sử dụng cho mục đích cá nhân và không hề có mục đích thương mại trong đây. Còn nếu như các bạn thương mại, các bạn mua về để các bạn bán thì buộc các bạn phải đóng thuế cho nhà nước là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là thuế nhập khẩu, thuế môi trường gì đó, các loại thuế. Và các bạn phải làm thủ tục dán tem phụ nè, nếu như mỹ phẩm thì phải công bố mỹ phẩm nhập khẩu nè, vân vân, các cái mặt hàng có thể bị cấm nhập khẩu có hoặc là nhập khẩu có điều kiện thì chúng ta phải tuân theo, và như vậy nó mới bình đẳng. Những doanh nghiệp lớn thì nhập khẩu họ phải đóng thuế, còn những doanh nghiệp nhỏ là không đóng thuế thì nó sẽ không công bằng ha các bạn. Cho nên là cái điểm giao thoa là cái điểm mà hàng xách tay nhập lậu. Mọi người chỉ dùng cái từ hàng xách tay để mà cho nó mỹ miều hơn, nó đẹp hơn, nhưng thực tế bản chất nó là hàng nhập lậu, bởi vì nó không có thông qua cái cơ quan hải quan kiểm tra và nó không có đóng thuế, tức là nó đã trốn thuế. Nếu chúng ta kinh doanh hàng xách tay nhập lậu thì nhẹ nhất chúng ta sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với cái lô hàng đó có cái giá trị dưới 3 triệu đồng thì sẽ có thể bị phạt từ 500 cho đến 1 triệu đồng. Còn nếu như có cái lô hàng đó có giá trị từ 100 triệu trở lên thì chúng ta có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đó các bạn. Nhưng mà nếu mà bị phạt vi phạm hành chính là còn may, còn các bạn mà làm có thể chúng ta làm cái việc mà nhập lậu đó chúng ta có thể bị sự truy cứu trách nhiệm hình sự. Các bạn thấy coi tivi báo đài thì người ta hay bắt những cái xe thuốc lá nhập lậu nè, thịt heo nhập lậu nè, hoặc là rượu nhập lậu vân vân, thì những cái trường hợp đó với giá trị số lượng lớn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạm tội rất là nặng, bởi vì nó gây thiệt hại đến nền kinh tế của quốc gia. Như vậy thì lời khuyên dành cho các bạn kinh doanh những cái mặt hàng nhập khẩu đó chính là: thứ nhất là chúng ta nên tuân theo các cái quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, tức là nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật, theo trình tự thủ tục, có tờ khai hải quan, có đóng thuế đầy đủ thì chúng ta sẽ không có sợ vấn đề gì cả. Thứ hai là đối với những mặt hàng đặc thù, ví dụ như là mỹ phẩm, thì chúng ta nhập khẩu xong thì phải có qua một cái cơ quan để công bố cái mỹ phẩm nhập khẩu đó thì nó mới hợp pháp và nó có thể lưu hành trên thị trường, rồi có thể dán tem phụ vào đó để người tiêu dùng nhận biết ha. Thì đó là ba cái quy định bắt buộc khi chúng ta kinh doanh một cái mặt hàng nhập khẩu. Và nếu như các bạn kinh doanh mỹ phẩm dưới dạng xách tay
thì các bạn cần phải lưu ý hơn nữa. Bởi vì hàng xách tay và hàng nhập lậu thì nó ranh giới nó rất là mỏng manh. Nếu như mà chúng ta nhập khẩu vào số lượng lớn mà chúng ta đi bằng đường xách tay á, thì có thể là vi phạm quy định về luật xuất nhập khẩu, và đó là có thể bị đánh giá là hàng nhập lậu hết các bạn. Thì chúng ta ví dụ như các bạn là một tiếp viên hàng không, chúng ta nhận mua giùm các bạn á, thì là chúng ta phải chứng minh được cái việc đó là mua giùm, không có mục đích kinh doanh thương mại. Còn nếu như chúng ta kinh doanh thương mại thì bắt buộc phải theo quy trình. Và cái hiện nay á, thì thật ra các bạn nói là tôi cũng thấy là mọi người bán cũng nhiều trên các cái cửa hàng gian hàng thương mại điện tử hoặc các cửa hàng nhỏ lẻ ở trong cái khu vực, thì thật ra là do nhà nước mình chưa có chúng ta chưa có phát hiện được thì chưa có bị xử lý, nhưng mà không có phải là ai kinh doanh như vậy thì cũng là hợp pháp ha. Thì nếu như mà trong quá trình Việt Nam mình phát triển từ tối ra sáng thì những cái phần mà nó chưa có được đúng theo quy định của pháp luật thì từ từ nó sẽ lộ ra, và nếu mà đi theo hướng về lâu về dài thì các bạn kinh doanh theo hướng đó thì chúng ta sẽ sớm muộn gì thì cũng gặp quản lý thị trường, bị tiêu hủy tất cả các số hàng đó, bị phạt và thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ha các bạn. Cho nên chúng ta cân nhắc rất kỹ khi chúng ta kinh doanh cái mặt hàng là mỹ phẩm xách tay. Và nếu như mà kinh doanh thì không còn gọi là xách tay mà có thể bị coi là nhập lậu ha. Hy vọng là chia sẻ hôm nay của Trân sẽ có ích cho các bạn. Một mặt là chúng ta có thể là những người tiêu dùng thông minh, và một mặt chúng ta là những người kinh doanh có bài bản, có những cái kế hoạch phát triển định hướng lâu dài, tránh bị trường hợp là quy vào tội nhập lậu và chúng ta bị thiệt hại về kinh tế cũng như là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký theo dõi kênh YouTube của Remy Legal. Đừng bỏ lỡ các video vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.